Chào mừng anh chị em bà con đang quay trở lại với thế giới xe cũ tại Thanh Đoàn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, Thanh Đoàn vừa về một chiếc SH ý anh. 100% ý luôn à? Phải 150 SH ý không? Hả? Ý 100% luôn. Biển 66C43744 cả nhà nhá. Đó, xe này thì máy móc cũng đã có làm qua rồi. Tại vì xe này 2007 tới giờ mà. 2007 bây giờ 2022 cũng đã 57 năm rồi. Nên là em Hiền sẽ bán chiếc xe này với giá để quý anh chị em bà con 48 triệu đồng. SH ý 48 triệu đồng. Nhà liên hệ ngay thì không có con thứ hai đâu.